chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái và đây là bản tin cuối cùng của Nhi Huyền vào ngày chủ nhật ngày hôm nay thưa quý vị tùy theo cái uh, lý thuyết sống và cái cuộc sống về cái tình trạng sống của mỗi người chúng ta thì chúng ta định nghĩa là muốn giàu như thế nào và sung sướng như thế nào và nhất là mình sống ở Mỹ nữa phạm thưa quý vị thì mình đã có có rất là nhiều chủng tộc thì mỗi cái chủng tộc mỗi cái xã hội mỗi cái con người họ sinh ra trong một cái cộng đồng như vậy thì họ có một cái uh, cuộc sống riêng, có một cái lifestyle riêng, có một cái ý định riêng về cuộc sống. Mà ngày hôm nay như muốn nói tới về người Mỹ, hầu hết 70% theo uh, cái giả định và theo sự khảo sát của những nhà tâm lý thì họ kêu rằng 70% người Mỹ họ định nghĩa về cuộc sống giàu có đối với họ như thế nào. Đó là không phải tiền bạc, đồ hiệu uh, hoặc là xe xua đối với những gì ở ngoài. Thì ngày hôm nay như sẽ đưa cho quý vị đó là cái quan điểm của họ như. Như thế nào và cũng rất là hay thì mình học từ những cái culture và những cái cuộc sống của mỗi người và uh, theo cái bộ theo người ta theo những người Mỹ họ nghĩ rằng những cái bộ trang phục những nhãn hiệu thiết kế hoặc cái bộ quần áo đơn giản nhưng đắt tiền đó không quan trọng đối với họ đối với người Mỹ họ khiến họ cảm thấy giàu có không nhất thiết phải đi kèm với những đồ đắt giá nhà cửa uh, xa xỉ áo quần xe mắc tiền đối với họ là tận hưởng những trải nghiệm trong cuộc sống không căng thẳng về tiền bạc và có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh lành mạnh và có một sức khỏe tốt đó là ý nghĩa hơn hơn đối với họ trong cái việc sở hữu những thứ mà đắt giá và nhiều tiền và cái thứ nhất đó là tận hưởng những cái trải nghiệm hơn là sở hữu những cái đồ xa xỉ người ta nói rằng nếu bạn muốn khám phá một thành phố lớn và hai lái một chiếc xe đắt tiền thì họ sẽ muốn đi khám phá những thành phố lớn hơn và 70% người mỹ sự giàu có có nghĩa là tận hưởng những cái trải nghiệm hơn là sở hữu những thứ tốt đẹp và có thời gian để thử những điều mới học hỏi những điều tốt ở trong xã hội và điều đó khiến cho họ hạnh phúc hơn cái điều gì ý nghĩa khi mà đi du lịch có nghĩa là có cơ hội để tìm hiểu thêm một nền văn hóa mới và các món ăn mới và cũng có rút ra những cái bài học mới trong cái cuộc và năng lượng mới và bên cạnh đó cũng học hỏi những cái nền văn hóa mới thì đối với họ đó là một cái điều quan trọng hơn và cái thứ hai không phải căng thẳng về tiền bạc có nhiều tiền hơn nhưng đối với họ nó không quan trọng. Đúng là tiền rất là quan trọng để mà đủ sống, để mà trả, trang trải những cái chi phí đó riêng của mình. Nhưng mà họ không có nghĩ rằng tiền là tất cả. Một trong số người họ đã nói rằng uh, có nhiều người họ muốn uh, có một cái đám cưới xa xỉ. Như quý vị cũng thấy ở trên Instagram hoặc Facebook là đám cưới rất là to lớn. Thì bên kia bạn cũng thấy vậy, cảm thấy ghen tị cạnh tranh về tiền bạc. Nhưng 70% người Mỹ họ nói rằng đủ tiền để mà đủ sống, đủ ăn để giảm bớt căng thẳng tiền bạc trong cái cuộc sống của họ và cái tiền họ có họ sử dụng trong cái việc ý nghĩa hơn là đi xe xua sure hoặc là ganh tị với những người xung quanh và cái điều quan trọng nữa là họ không muốn căng thẳng về vấn đề tiền bạc đúng là tiền cung cấp cho các bạn và cho mọi người về cái chuyện truy cập sự ổn định, bảo mật và tài nguyên và trong cuộc sống của chúng ta nhưng nó không có là tất cả mọi thứ xung quanh của chúng ta cái hữu ích nhu cầu của nhu cầu cuộc sống của chúng ta nó còn lớn hơn nhiều so với vậy ví dụ có những cái vấn đề tiềm ẩn về tiền bạc thì ở đây ở mỹ người ta có cái những người như là financial thì họ sẽ nói mình ồ mình đầu tư tiền đó như thế nào và làm như thế nào để tiền mình nó tốt hơn cho cái cuộc sống mình nó tốt hơn và cái quan niệm sai lầm đối với người Mỹ họ nói rằng là họ muốn cuộc sống có ý nghĩa hơn là cứ đi làm để mà nhiều tiền nhưng mà là căng thẳng về vấn đề đó. Cái thứ ba là có sự căng cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh. Đó là khi mà họ nghĩ rằng khi mà đi làm cứ đi làm có một cái công việc tiền nhiều hơn rất là nhiều nhưng mà ngày nào cũng đâu bù đầu bù cổ để làm việc không có thời gian với chồng với con hoặc là đi chơi thì họ sẽ chọn cái công việc vừa phải để mà họ có thời gian dành thời gian đi chơi và thành dành thời gian với chồng với con nhưng mà đó cũng là tùy cái cuộc sống tùy theo cái định nghĩa của mỗi người thôi quý vị để mà có cái cân bằng của cuộc sống của mình là mình làm như thế nào để mình có thể cân bằng cuộc sống của mình vừa công việc vừa làm tiền vừa có thời gian cho chồng vừa có thời gian cho con cũng rất là khó phạm thưa quý vị phạm lê thái Dạ đúng nhưng mà nhiều người người ta về nhà người ta nhìn mặt cái kiểu mà chồng khó tính quá hoặc là vợ dữ quá ta nói thôi vùi đầu rồi công việc vui hơn <laughs> thôi tôi đi làm đi còn đỡ tôi ở nhà tôi gặp mặt bà nói chơi thôi mỗi gì mỗi nhà mỗi cảnh tôi quý vị thì chúng ta thấy rằng là công việc là công việc nhưng để mà chúng ta gọi là điều vừa làm việc vừa chơi thì em nghĩ là nó vẫn tốt hơn là chúng ta vùi đầu vào nó ừ. chúng ta để nó xoay chuyển chúng ta Công việc là chúng ta xoay chuyển công việc chứ không phải là công chuyện Công việc là để nó xoay chúng ta như trong trống vậy. Ừ. Đôi lúc thì miệng mình nói rất rất là hay nhưng mà yeah. mình chúng ta vẫn hay bị công việc nó xoay chúng ta. Gia đình, tiền bạc, cơm áo gạo tiền, rồi công việc, bạn bè, mối quan hệ xã An hội, sai. tất cả mọi cái nó xoay chúng ta như trong trống vậy thành ra là đôi lúc cứ nói control được mà chưa chắc control Cũng được. Cũng khó lắm. Khó yeah. lắm đúng không ừ. À kính thưa quý vị, sầu riêng Durian. Một cái loại trái cây mà nó đi vào trong cái gọi là trong cuộc ẩm... sống trong 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 trí óc trong tâm can của mỗi người <laughs> tại vì lê thái thích sầu riêng ồ thành gì <laughs> That's why vì sau khi mà chị như hiền nghe lê thái nói là vào trong tâm can nó nói, trời gì gì nói ghê ghê nói ghê quá nhưng không có thích chị là coi như là ba em cũng vậy có một số người thưa quý vị không chịu được cái bùi. có hai thái cực khi người ta nói về sầu riêng một là thích thiệt là thích con người là ghiêng thường thì một là ghét thiệt là ghét như vậy tại hai thái cực đó nó rất là nhiều tại nhiều người người ta không thích ăn sầu riêng bởi vì người ta nghe cái mùi của nó ừ. một số cái khách sạn một số cái thang máy ở bên nước ngoài thí dụ như quý vị qua mã lai của malaysia đó quý vị quý, quý, quý vị qua singapore qua một số đất nước nào đó thì người ta vẫn cấm ở trên cái bảng ở trên thang máy người ta vẫn cấm là cấm mang sầu riêng vào trong thang máy bởi vì sao? Bởi vì thù sầu riêng nó rất là nặng mùi. Nhưng mà thật sự mà quý vị nào mà ghét sầu riêng đó, thử đi, nghe lời để Thái một lần thôi, duy nhất trong cuộc đời thôi. Quý vị không hối tiếc cả một cuộc đời luôn. Chị thử rồi Ăn một em. một lần nó ngon, nó, nó ngon, nó ngọt và nó thấm, nó tận tâm can, nó béo, rất là béo. Nói thì thôi quý vị, sầu riêng á, trong cái lá sầu riêng nó có bao nhiêu thành phần và nó tốt, nó tốt như thế nào cho sức ừ. khỏe thì ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị. Kính thưa quý vị, sầu riêng là một cái trái cây nó có lượng giá trị dinh dưỡng rất là cao. Nó cung cấp nhiều loại vitamin khoáng chất và có hàm lượng chất béo, calorie cao hơn rất là nhiều so với những loại trái cây khác. Một cái chén sầu riêng tươi hoặc sầu riêng để đông lạnh đó, chúng ta sắc nhỏ đó, tương đương khoảng là 243 gram thì nó cung cấp khoảng là 375 calorie. 3,6 gram protein, tương đương là hàm lượng protein trong một số trái cây nhiệt đới khác như là mít hoặc ổi. 66 gram carbohydrate, trong đó có một hàm lượng lớn là chất xơ, 3,1 cho đến 19.97 g trọng lượng đường glucose uh, gluco thưa quý vị. Và cái lượng đường trong sầu riêng nó xếp hạng chỉ số đường huyết là 49, thấp hơn các loại trái cây nhiệt đới khác rất là nhiều như là dưa hấu, đu đủ và dứa. Cùng 13 g chất béo nhưng đây là loại trái cây béo lành mạnh và có thể giúp cải thiện khả năng hấp thụ các vitamin như là A, D, E và K. Sầu riêng nó có nhiều cái vi chất tốt như là sắt, phosphor, vitamin C, folate rồi nhiều chất như là kali, magie tốt cho sức khỏe của xương. Và chúng ta ăn một chén sầu riêng thì cơ thể chúng ta sẽ được cung cấp khoảng 38% lượng vitamin B6, 80% vitamin C, 25% đồng, 25 à, 61% cái chất là thiamin, 30% kali, 18% magie, 39% lượng mangan, 29% riboflavin, 22% folate và 13% niacin mỗi người cần một ngày. Quá nhiều đúng không? Trong chỉ có như đó cầu sầu riêng thôi. Nhưng ai là người được ăn sầu riêng thưa quý vị? Những người mà đang béo béo phì nè, đang bị tăng cân nè, chúng ta nên hạn chế ăn quả sầu riêng. Và dù sầu riêng không chứa cholesterol nhiều hoặc là chất béo không là mạnh như những loại trái cây khác, nhưng nó vẫn là một trong những cái trái cây chứa nhiều calo. Nó nó không có tốt nhiều nếu như chúng ta bị béo phì hoặc bị tăng cân. Và một quả sầu riêng nhỏ nặng khoảng là 602 gram, hơn 1 kg đó có khoảng là 885 calorie. Điều này tương ứng là khoảng là 44% trong số 2000 kilocalorie mà chúng ta được khuyến nghị cung cấp hàng ngày cho một người trưởng thành. Thành ra những người mà có cái lượng mà đường trong máu cao như là bị đái tháo đường thưa quý vị thì chúng ta nên hạn chế ăn sầu riêng bởi vì trong sầu riêng đó, nó có nhiều đường fructose và có glucose rất là nhiều trong đó. À, nó sẽ ăn nếu như mà chúng ta người nào cơ thể tạng yếu á thì sẽ gây ra các triệu chứng như là mờ mắt và buồn nôn và theo quan niệm cổ truyền thì nếu mà chúng ta ăn sầu riêng được thì nó là một cái sản phẩm có tính nhiệt ăn quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng nóng trong người và các triệu chứng như là ngộ độc một số người đang mệt trong người ăn sầu riêng cũng đi luôn rất là oh, nhiều người yeah. thật ra là cũng chúng ta cũng hạn chế người cao tuổi thì chúng ta nên ăn ít sầu riêng mà em thấy là nhiều người cao tuổi người ta ăn nhiều sầu riêng lắm yeah, có những yeah. cái trường hợp thưa quý vị lê thái đã từng chứng kiến một cái người mẹ của bạn của lê thái ở việt nam bà ăn hai trái sầu riêng trong một đêm đó Wow, that sáng là... sau bà đi luôn ừ. đó là sự thật yeah. bà thích ăn sầu riêng lắm và cô con gái và bạn cô thái mở cái cái sầu riêng ra để trong tủ lạnh bà ăn bà ngồi bà ăn rồi bà xem phim hồng kông thưa quý vị bà ngồi xem phim kiếm hiệp á bà ăn hết hai trái sầu riêng mở ra sáng trong wow. qua sáng mai bà đi luôn yeah. là không biết lý do làm sao nhưng mà cũng có thể là do lượng đường cao hoặc là ừ. cũng có thể là do bị đột quỵ hoặc là do bị buồn nôn nhiều cái chứng gây ngộ độc á yeah. thì thôi chúng ta lớn tuổi chứ chúng ta ăn ít lại yeah. nhưng mà nói cho cùng sầu riêng là một trái cây mà lê thái rất là yêu mến và trong cả việt nam lê thái nay, ăn bao nhiêu trái không, em ăn vài muối thôi nhưng mà ý em nói em rất là thích ăn sầu riêng. Trong chợ Việt Nam hiện nay cũng bán rất nhiều mà giá vẫn còn rất là cao. Yeah, ở Mỹ, Mỹ cao, ở Việt Nam rẻ thì cũng là ngon, tươi nữa phải không? Dạ vâng. <laughs> Kính thưa quý vị, bản tin về sầu riêng đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng của Tuần Ngày chủ Nhật hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày Chủ Nhật thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ Bảy tuần sau.